Xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video nữa về cái kỹ thuật chế biến và sản xuất cái chế phẩm phân bón lá sinh học gọi là bơm chia trà trùng. Thì đây là một loại phân bón lá rất là thông dụng ở nước ngoài, khu vực Thái Lan, Mỹ, Canada, một số nước châu Âu cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ, người ta xài rất là nhiều. Thì như mọi người đã biết á, cái nghề nuôi trùng nó có hai sản phẩm chính, đó là phân trùng và cái côn trùng tinh. Thì ở nước ngoài á, người ta sử dụng phân trùng là chủ yếu, đặc biệt Thái Lan là người ta hầu như không có xài côn trùng luôn, bởi vì cái quan niệm Phật giáo của họ là không có sát sinh, họ chỉ nuôi trùng và cho nó tự sinh tự diệt, họ chỉ lấy cái phân trùng để cho bón cây. Còn một số nước khác thì họ lấy cái phân trùng ngoài việc bón cây ra thì họ chế biến cái bơm chia, cái trà trùng. Và trà trùng là gì? Trà trùng là một cái hỗn hợp các dung dịch vi sinh vật amin đa trung vi lượng phân bón chiết xuất từ phân trùng quế nguyên chất, tức là chỉ là cái phân của con trùng thôi. Thì người ta chiết xuất từ dạng rắn sang dạng lỏng thông qua cái quy trình sục khí lên men và chiết xuất dạng nước để chúng ta pha loãng và tưới phun qua lá hoặc tưới qua gốc cũng như là tưới cho đất để bổ sung hệ vi sinh vật có lợi cho đất. Thì cái phân trùng có độ vi sinh vật có lợi cực kỳ cao, gồm vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lông và vi sinh vật phân giải cellulose. Chúng ta sẽ đến với phần chính của cái video này, đó là giới thiệu các bước, các công cụ, dụng cụ cần thiết để chúng ta có thể sử dụng làm trà trùng. Thì như mọi người thấy trên màn hình thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên vật liệu cần thiết, bao gồm thứ nhất, đương nhiên làm bơm chia, làm trà trùng không thể nào thiếu phân trùng được. Đây là phân trùng nguyên chất mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Phân trùng. Nước sạch. Nước sạch ở đây chú ý là chúng ta không nên sử dụng nước máy, nước có nhiều clo. Nếu như mà chúng ta không có nước giếng hoặc là nước hồ, nước ngọt á, thì chúng ta sử dụng nước máy với điều kiện là phải sục khí hoặc là để qua đêm, để một vài ngày cho nó bay hết clo thì chúng ta mới sử dụng được. Bởi vì cái hàm lượng clo nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đối với cái phân trùng quế và đã giết cái vi sinh trong cái phân trùng. Thứ hai, thứ ba, đó là cái mật rỉ đường. Tôi chuẩn bị sẵn như đây với cái liều lượng lợi tích vừa phải cho cái thùng thủ. Và các dụng cụ khác như là găng tay thì chúng ta thao tác để đỡ dơ. Và các thiết bị đo, các máy đo. Thì đây là cái máy đo độ mặn hiệu Hanna. Cái máy đo độ mặn để chúng ta kiểm tra cái thông số nước đầu vào, tức là cái nước chưa có tiến hành làm trà trùng, để chúng ta xem cái độ mặn nó có đạt chuẩn để làm phân bón lá hoặc là để làm nước tưới hay không. Cái máy thứ hai là cái máy Tekimura. Cái máy này rất là phổ biến trong nông nghiệp để đo độ ẩm đất và pH của đất. Thì chúng tôi sẽ sử dụng cái máy này để đo pH của cái phân trùng quế. Tôi sẽ gắn xuống đây đo trực tiếp và sẽ đọc số sau khoảng 2-3 phút nữa, xem thử là cái pH của nó là trung tính hay là nó đạt bao nhiêu. Thì như mọi người biết cái phân trùng quế, cái pH của nó hầu như là rất là gần bằng 7, từ 0,5 xin lỗi là từ 6,5 đến 7, nó nằm dao động trong khoảng đó. Còn nếu như phân trùng quế mà chúng ta đo pH nó nằm từ 4.5, 5.5 thì pH đó là chưa hồn, chứng minh là phân trùng quế nó chưa có hoàn toàn là nguyên chất, bởi vì nó chưa có trải qua quá trình sử dụng tiêu hóa của côn trùng, mà pH này có còn lỏng phân bò hoặc một số tạp chất khác nên pH nó sẽ chua. Còn phân trùng mà phân trùng nguyên chất, tức là phân trùng do côn trùng nó ăn phân bò nó đi ra cái đường hậu môn của nó, thì phân trùng này gọi là phân trùng nguyên chất, thì pH nó dao động từ khoảng 6.5 đến 7. Cái máy thứ ba đó là cái máy đo ion đất. Ion đất là một cái thiết bị đo cái hàm lượng ion kim loại có trong đất, để chúng ta biết được cái hàm lượng dinh dưỡng phân bón ở trong đất nó thấp hay cao. Thì theo thang đo tiêu chuẩn á, thì cái máy đo ion này đơn vị của nó là micro siemen trên cm. Nếu mà cái kết quả nó dao động ra từ 0,4 đến 1 thì cái ion đất nó ổn định, đất nó có dinh dưỡng tốt để chúng ta canh tác. Nếu như bé hơn 0,4, càng về 0 thì cái hàm lượng dinh dưỡng thấp. Còn nếu như mà nó trên 1 thì đương nhiên nó quá thừa dinh dưỡng, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái liều lượng phân bón cũng như là trồng những cái loại cây phù hợp. Đó là cái máy đo IC. Và cái máy tiếp theo là cái máy đo IC nước. Hồi nãy là chúng ta tìm hiểu về cái máy đo IC đất, thì chúng ta sẽ biết được cái máy này là cái máy đo IC nước để chúng ta biết được trước và sau khi sục khí lên men thì cái hàm lượng dinh dưỡng đa trung vi lượng ở trong cái phân trùng nó tiết ra trong cái dung dịch nước ấy, chúng ta lên men nó tăng lên hay là nó giảm xuống. Đó là những cái thiết bị công dụng cụ mà chúng ta cần thiết để tiến hành để đo các chỉ tiêu trước và sau khi lên men. Mấy cái thiết bị này thì nó rất là nhạy cảm,
nên sau khi sử dụng chúng ta nên lau chùi sạch sẽ để cái kết quả thông số nó chính xác, và lâu lâu định kỳ của một vài tháng chúng ta phải hiệu chuẩn bằng cái dung dịch chuẩn để ra kết quả khách quan và tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái máy lau sụp khí, cái máy sụp khí. Máy sụp khí này chúng ta có thể sử dụng máy sụp khí hộp cá loại 1 vòi, 2 vòi tùy vào cái dung lượng thể tích của cái bồn chứa mà chúng ta sử dụng. Cái máy sụp khí khác nó nhỏ hay nó lớn. Ở đây tôi sử dụng máy 6 vòi để tăng cái hàm lượng oxy và chiết xuất cái dinh dưỡng là phân từ phân trùng ra nhiều hơn. Đây là phân trùng tôi đã bị chuẩn bị sẵn 8 kg cho 80 lít nước trong cái bồn này. Tôi sẽ trước khi bỏ cái phân trùng này vô thì tôi sẽ đo trước cái thông số pH, độ mặn và IC của cái dung dịch nước. Ở đây là chúng tôi lấy nước sông bơm từ sông Dinh vô. pH của cái phân trùng quế tươi độ ẩm tầm 78% là 6.8 nha mọi người. pH của phân trùng quế tươi nguyên chất là 6.8. Và máy đo độ mặn. Máy đo độ mặn thì cái thông số của nó là BPT, tức là phần ngàn. À, mọi người thì nhìn thấy là BPT này. BPT. Rồi chúng ta sẽ đo. Độ mặn là 0.2 phần ngàn dưới 1 phần ngàn tiêu chuẩn nước tưới. Ok, hợp lý để chúng ta tiến hành làm lau chùi cảm biến. Nếu như chúng ta có cái bình phun tia bằng nước cấp thì tốt hơn. Ở đây không có thì tôi sử dụng giấy lụa để mà lau, xịt vô cái đầu và sau đó lau khô và chúng ta đóng nắp bảo quản. Rồi, sau khi đo độ mặn chúng ta đo thử cái thông số pH và EC của dung dịch này nó bằng bao nhiêu. pH là 5.9 nha mọi người. pH là 5.9. IC là 0. Để cho nó chạy xem. IC là 0.57. À, chúng ta chú ý và ghi nhớ cái thông số đầu vào trước khi mà làm trà trùng. Rồi, để cho nó ráo và chúng ta sẽ đóng nắp. Chúng ta sẽ bỏ cái phân trùng này vào. Thì cái quy trình thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, công cụ dụng cụ thì chúng tôi đã giới thiệu xong. Bồn chứa 100 lít tôi đã đổ nước, thì chúng ta nên đổ nước khoảng tầm 2/3 hoặc là 4/5 cái tổng thể tích của cái bình chứa thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ vô và lưu ý là chúng ta bỏ lửng lửng khúc giữa, đừng có bỏ xuống đáy để cho nó chiết xuất như trà túi lọc. Bỏ vô và giữ lại. Thì với cái bồn 80 lít này thì tôi bỏ khoảng tầm 2 kg đĩa mọc. 2 kg đĩa mọc. Bỏ vô và chúng ta khuấy đều. Mục đích của cái rỉ mọc đường này là cung cấp cho vi sinh vật nó ăn và nó sinh sôi nảy nở, nó nhân sinh khối lên. Thì thay vì phân trùng chúng ta bỏ vào cái mật độ của nó là 1 ấy, thì chúng ta bỏ cái rỉ mọc sụp khí lên men thì chúng ta chiết xuất và cho nó ăn thì nó sẽ nhân sinh khối liên tục từ đến thời cấp 2, cấp 3, cấp N rồi. Cái giá trị cao nhất, tuyệt vời nhất của cái bơm chi này chính là cái hệ vi sinh vật có lợi có trong cái trà trùng. Chúng ta đổ vô.
sau khi chúng ta đổ rỉ mặt đường với tỷ lệ là khoảng tầm 2 kg cho một thùng 80 lít nước và khoảng tầm 8 đến 10 kg phân trùng quế nguyên chất. Chúng ta có thể bỏ hơn cũng được, có thể 10 hoặc là 15 kg cũng được, nhưng mà không nên bỏ quá nhiều phân trùng. Như vậy thì cái quá trình làm cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ không có được hoàn hảo, cái gì quá cũng không tốt. Và cái chai tôi chuẩn bị sẵn khuấy đều lên, khuấy sơ sơ lên cho nó tan tan cái rỉ mặt. Và sau đó chúng ta bật công tắc để chúng ta cung cấp điện thì cái máy sục khí này nó hoạt động. Xem sau khoảng tầm 10-15 phút sục khí và bỏ rỉ mặt đường, bỏ phân trùng vào, chúng ta sẽ đo lại các thông số như là EC nước, pH nước, độ mặn của nước sau khi đã bổ sung các nguyên vật liệu phân trùng vào, là nó tăng hay nó giảm bao nhiêu. Và cái video này cũng là một cái cơ sở để chúng ta so sánh, có số liệu thực tế so sánh xem một thời gian. Thì cái thời gian mà chúng ta sục khí lên men này là ít nhất khoảng 24 tiếng, tức là một ngày. 24 đến 48 giờ sục khí xong, chúng ta sẽ pha nước bơm xia cái nước trà trùng này với lại nước sạch với tỷ lệ là 1:5 hoặc 1:10 tưới cho rau, tưới vào đất, tưới vào thậm chí tưới vào những cái đống rác hữu cơ, rồi chúng ta có thể ủ phân. Và nên lưu ý là chúng ta muốn duy trì và bảo quản cái dung dịch trà trùng này thì nên sục khí, chứ không nên là bỏ vào một cái chai, một cái thùng chứa đậy nắp thì nó sẽ chết vi sinh và gây ra một hôi thối, nên sục khí. Và trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ giới thiệu sơ về cái một số thông tin về công nghệ để chúng ta biết nhiều hơn về cái vi sinh. Tôi xin giới thiệu một chút cái không gian xung quanh đây là cái trại bãi phân của trang trại nắng ngoài gió. Chúng tôi đang sử dụng cái vi sinh vật bản địa IMO của Liên minh Nông nghiệp Tử Tế, cộng đồng những người anh em, những người anh em thiện lành yêu nông nghiệp sạch, chuyển giao miễn phí cho bà con nông dân và những người muốn ứng dụng những cái loại vi sinh vật bản địa tốt cho trồng trọt và chăn nuôi. Sinh thái nông nghiệp cũng như là cái vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải hữu cơ, phân gia súc gia cầm, lập phân bón, phân trùng quế. Để phát triển cái mô hình kinh tế bền vững cũng như là một cái mô hình nông nghiệp khép kín á, ví dụ như vườn, ao, chuồng, trùng quế, du lịch sinh thái, vân vân, homestay, farmstay gì đó, thì trùng quế sẽ là một cái mắt xích quan trọng, một cái bước đệm nền tảng, bởi vì cơ bản nó sẽ có hai sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp, đó là phân sạch hữu cơ cung cấp để trồng trọt. Bản thân côn trùng thì là nguồn thức ăn chăn nuôi, vườn và chuồng rất là cần cái côn trùng này. Tuy nhiên nó là nguồn nguyên liệu thức ăn hay là nguồn phân bổ sung chứ không phải thay thế hoàn toàn 100%. Ví dụ nuôi heo, nuôi bò, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi lươn thì chúng ta sẽ chế biến trùng thành một loại thức ăn khác bổ sung định kỳ vô, chứ không phải là cứ từ đầu tới cuối, từ giai đoạn con nhỏ đến khi xuất bán chúng ta ăn trùng 100% là không phải. Mọi người đừng hiểu làm điều đó. Thì trùng nó sẽ kích thích cho hệ tiêu hóa vật nuôi, tăng hệ miễn dịch, hạn chế bệnh đường ruột, hàm lượng axit amin dễ tiêu rất là cao, vân vân. Còn cái phân trùng thì đương nhiên nó một cái loại phân hữu cơ vi sinh thì ai cũng biết rồi, rất là tốt cho cây, chẳng qua là hiện tại là cái sản lượng nó không đủ nhiều để chúng ta ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy nên bản thân tôi rất là mong muốn là bất cứ nơi nào ở Việt Nam, tỉnh thành nào, ở đâu có chất thải hữu cơ, ở đâu có phân bò, phân gia súc, phân heo, ở đó có thể nuôi trùng quy mô nhỏ, hộ gia đình đến quy mô công nghiệp trang trại hàng trăm ha. Tôi rất mong muốn điều đó để chúng ta tối ưu chi phí để tất cả mọi người, đặc biệt là người nông dân, có nguồn phân trùng giá cả rẻ nhất để có thể là phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch.
Và ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10. Và ba ngày mai tôi sẽ nghiệm thu và đo tiếp tục cái chỉ số pH SO, độ mặn của dung dịch này. Và chúng ta tiến hành đo các thông số cái dung dịch sau khi đã sụt đến 10-15 phút. Trời đang mưa, mưa rất là to, chuẩn bị tới đây rồi nên tôi sẽ làm nhanh. Đầu tiên là chúng ta sẽ đo độ mặn này. Khi mà chúng ta bỏ đường để mọc vô đó, thì cái độ mặn đo được đó là 0,5 phần ngàn. 0,5 phần ngàn nó thấp hơn hồi nãy một chút, bởi vì đường bản chất nó là ngọt mà. 0,5 phần ngàn. Tiếp theo là pH cũng như là IC. Mọi người nhớ thông số đầu vào lúc nãy mà tôi đã đo và so sánh với thông số sau khi sụt xuống 15 phút. IC nước. Wow. Nãy tôi nhớ không nhầm, IC là chỉ 0,57 microsiemen trên cm, thì bây giờ là 1,17 microsiemen trên cm. Nó sẽ tăng đột biến, một phần là nhờ rỉ mặt đường, là một phần là phong trùng nó chiết xuất một phần dinh dưỡng từ từ ra. Và chúng ta đo tiếp một thông số là pH. Nãy pH là chúng ta đo là như 5,9 đúng không? Thì rỉ mặt đường nó rất tính axit nha mọi người, nó hơi chua. Thì chúng ta đo có thể là dung dịch nó sẽ thấp hơn 5,9. Tôi đoán là vậy. Chúng ta đo sẽ biết nha. Nó là 0,89. Xin lỗi là 5,89. 5,9. Đấy. Và đến ngày mai chắc chắn là pH sẽ thay đổi, chúng ta sẽ biết được kết quả như thế nào. Rồi, xin cảm ơn và chúng ta sẽ gặp lại trong những video sau.